Các bạn ơi, đây là cuốn trứng của con gà nè các bạn. Đây trứng non nè, mình mới vừa rửa nước muối xong rồi đó. Con gà cái chỗ này là con gà nó sẽ dùng để đẻ đó các bạn. Trứng nó chạy từ ở chỗ này nó xuống cái chỗ này nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà để con gà nó đẻ ra cái trứng đó các bạn ha. Mình mới vừa rửa nước muối sạch rồi đó, để chút mình bỏ trong nước lèo á. Rồi cho ông xã mình ăn, xã mình thích cái này lắm. Ăn cái này cũng bổ lắm. Trứng non hấp dẫn quá cả nhà ơi ha. Rồi chút xíu mình làm xong mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Giờ thấy con cái trứng một gà màu vàng nó đã chứ sợ.